Ngày 17 tháng 6, truyền hình quốc phòng nga công bố video đơn vị bộ binh cơ giới thuộc cánh quân trung tâm sử dụng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, hay còn gọi là drone FPV, tập kích hàng loạt mục tiêu Ukraine, trong đó có xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley và thiết giáp kháng mìn macro Trong video, các binh sĩ nga dùng băng dính để gắn đầu đạn nổ lõm của súng chống tăng B41 lên drone FPV và triển khai chúng đến khu vực mục tiêu một xe bradley của ukraine bị phát hiện trong lúc di chuyển dọc hàng cây Tron fpv nga lao xuống ngay khi chiếc xe quay đầu nhằm vào phần mũi xe và phát nổ khiến chiếc bradley bùng cháy dữ dội và khựng lại sau vài mét video khác cho thấy một xe thiết giáp kháng minh macro và hai chiếc bradley của ukraine hứng đòn tập kích từ Tron fpv nhưng chưa rõ mức độ hư hại quân đội ukraine chưa bình luận về hình ảnh Drone FPV được điều khiển từ xa bằng tay cầm và bộ thiết bị đeo trên đầu. Phạm vi hoạt động của chúng là khoảng 15 km, tùy thuộc vào kích thước tải trọng. Chúng thường được trang bị đầu nổ lõm xuyên giáp của súng chống tăng vác vai hoặc các khối vật nổ văn mảnh cho phép tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau.